Ông Joe Biden giải thích lý do dừng tranh cử Tổng thống. Lộ diện nhân vật khiến Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc chơi. Tiết lộ những cuộc gọi ở phút 89 của Tổng thống Biden. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Phát biểu tại phòng bầu dục vào ngày 24 tháng 7, ông Biden chia sẻ lý do rời khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 và ông sẽ truyền lại quyền lực cho thế hệ mới. Tôi tôn trọng văn phòng này, Biden nói, nhưng tôi yêu đất nước mình hơn. Ông Biden, 81 tuổi, từng nói rằng chỉ có Chúa Toàn Năng mới có thể thuyết phục ông từ bỏ cuộc tranh cử. Bỏ qua những lời chỉ trích dai dẳng của các đảng viên Dân Chủ khi yêu cầu ông bỏ cuộc sau màn thể hiện thiếu thuyết phục trước ông Trump vào ngày 27 tháng 6. Tôi đã quyết định điều tốt nhất có thể làm là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết quốc gia, ông Biden nói. Tổng thống Mỹ đã đưa ra quyết định của mình sau nhiều ngày cân nhắc. Trước các cuộc thăm dò nội bộ dự đoán ông có thể thua ông Trump vào tháng 11, và kéo theo các đảng viên dân chủ khác cùng thất bại. Điều tuyệt vời về nước Mỹ là chúng ta không có cơ chế quân chủ hay độc tài. Người dân làm chủ, lịch sử và quyền lực nằm trong tay các bạn. Hình mẫu về nước Mỹ nằm trong tay các bạn, Biden nói trong bài phát biểu. Đây là những lời phát biểu công khai đầu tiên của ông Biden kể từ khi nhà lãnh đạo đưa ra thông báo trên trang mạng xã hội cá nhân vào ngày 21 tháng 7, xác nhận quyết định không tái tranh cử vào ngày 5 tháng 11. Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1968 sau tổng thống Lyndon Johnson, dưới sức ép phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đã ra thông báo không tiếp tục tranh cử. Nhà lãnh đạo cũng gia nhập hàng ngũ các tổng thống như James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge và Harry Truman là những người đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Biden đã phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ bỏ sau màn thể hiện thiếu thuyết phục trong cuộc tranh luận với ông Trump. Sự kiện đã làm dấy lên câu hỏi về sức khỏe và sự minh mẫn của ông. Nhà trắng đã phủ nhận rằng Biden có bất kỳ vấn đề nhận thức nào mặc dù gần đây ông có gặp một số sự cố trong các bài phát biểu. Ông Biden cho biết ông sẽ tập trung vào công việc của mình trong 6 tháng còn lại tại nhiệm. Ông dự kiến gặp thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ năm ngày 25 tháng 7 để thảo luận về nỗ lực đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Sự nghiệp chính trị của Biden bắt đầu khi ông được bầu vào thượng viện năm 1972 ở tuổi 29, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 của Mỹ. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ nhà trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi ông bước sang tuổi 82. Bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào, ông Biden nói. Tôi tìm thấy sức mạnh và niềm hạnh phúc khi phục vụ người dân Mỹ. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng của việc hoàn thiện đất nước chúng ta là dành cho tất cả Tương lai và gia đình của các bạn thuộc về nhân dân. Nhân tố đầy quyền lực đứng phía sau khiến đương kim tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng là bà Nancy Pelosi, theo truyền thông Mỹ. Sau nhiều tuần đồn đoán và áp lực gia tăng từ chính nội bộ Đảng Dân chủ, tổng thống Joe Biden hôm 21 tháng 7, giờ Mỹ, tuyên bố dừng mọi nỗ lực tranh cử vào nhà trắng nhiệm kỳ tiếp theo. Cùng với quyết định rút lui vì lợi ích cao nhất của nước Mỹ, ông chủ nhà trắng đương nhiệm đã đề cử phó tổng thống harris làm ứng viên tổng thống của đảng dân chủ thay thế mình kênh nbc cho hay chính cựu chủ tịch hạ viện nancy pelosi là người đóng vai trò chủ chốt trong việc khéo léo thúc đẩy tổng thống biden rút lui khỏi cuộc đua vào nhà trắng nguồn tin cho biết bà pelosi không công khai kêu gọi ông biden rút lui nhưng bà làm việc lặng lẽ và có phương pháp đằng sau hậu trường bà pelosi được cho là đã nói chuyện với nhiều nhà lập pháp dân chủ và thúc giục họ nói lên lương tâm về ứng cử viên biden Làn sóng các thành viên kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đều là do bà Nancy Pelosi sắp xếp, một nguồn tin nội bộ đảng Dân Chủ nói với NBC. Khi được hỏi liệu bà Pelosi đóng góp thế nào về quyết định bỏ cuộc của Tổng thống Biden, một nhà lập pháp đảng Dân Chủ trả lời 50%. Dù đã thôi chức chủ tịch Hạ viện nhưng một nguồn tin nội bộ đảng Dân Chủ cho biết bà Pelosi vẫn được coi là nhà lãnh đạo của đảng, rằng chỉ bà ấy mới có thể đảm bảo thành công cho phó tổng thống Kamala Harris. Mặc dù Tổng thống Biden đã đề cử phó Tổng thống Harris thay thế mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, song ông được cho là không hoàn toàn tin tưởng nữ phó tướng có thể đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Axios trích dẫn ba phụ tá của Tổng thống Biden cho biết bà Harris thỉnh thoảng gặp khó khăn trong thời gian giữ cương vị phó Tổng thống. Nhiều nguồn tin cho hay nhiều nhân viên của bà Harris đã xin nghỉ việc trong 3 đến 5 năm qua. Ngoài ra, mối quan hệ giữa văn phòng Nhà Trắng và phó Tổng thống Harris cũng được cho là không êm ả. Tôi cần anh và Mike đến nhà, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với cố vấn thân cận trong cuộc gọi một ngày trước khi đưa ra quyết định rút lui. Theo tờ New York Times, người tên Mike mà ông Biden nhắc đến trong cuộc gọi chiều ngày 20 tháng 7 giờ Mỹ, tức sáng ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam, là ông Mike Donilon, chiến lược gia trưởng của ông. Sau đó, ông Donilon và người cố vấn thân cận của ông Biden là ông Steve Ricketts đã có mặt tại nhà riêng của ông Biden ở thành phố Rehoboth Beach, bang Delaware nơi vị tổng thống đang nghỉ ngơi trong quá trình phục hồi sau bệnh COVID-19. Từ chiều hôm đó cho đến tận đêm khuya, ba người đã làm việc để soạn thảo một trong những văn bản quan trọng và mang tính lịch sử nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, tuyên bố về quyết định rút khỏi chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tổng thống Biden đã hoàn tất quyết định vào sáng ngày 21 tháng 7, giờ Mỹ, tức chiều ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam và gọi cho ba người để thông báo, bao gồm Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris Ông Jeff Frazier, tránh văn phòng Nhà Trắng, bà Jen O'Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch. Ngoài chiến lược gia trưởng và cố vấn thân cận, Phó tránh văn phòng Nhà Trắng Annie Tomasini và tránh văn phòng của đệ nhất phu nhân Jill Biden là ông Anthony Bernal cũng hiện diện tại tư dinh của Tổng thống vào những ngày cuối tuần. Một quan chức Mỹ cấp cao cho biết mình hiểu rõ suy nghĩ của ông Biden và tiết lộ tổng thống mỹ đã đưa ra quyết định này sau một nỗ lực kéo dài nhiều tuần để thay đổi sự chú ý về màn tranh luận uể oải và đôi khi không mạch lạc với cựu tổng thống mỹ donald trump. nhưng cuối cùng ông biden đã không thành công. các nguồn tin cho rằng vì vẫn còn mệt sau đợt bệnh covid 19, ông biden đã chọn cách thông báo quyết định bằng văn bản thay vì trước ống kính máy quay. bản tuyên bố được tổng thống mỹ soạn thảo với ông donilon, tác giả của nhiều bài phát biểu trước công chúng của tổng thống. trong khi đó Ông Rickety tập trung vào các bước tiếp theo, chẳng hạn thời điểm thông báo cho nhân viên, cách thực hiện và những ai khác cần được thông báo. Chiều ngày 21 tháng 7 giờ Mỹ, tức sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam, ông Biden đã đọc tuyên bố trên cho các cố vấn cấp cao nhất của nhà trắng và chiến dịch tranh cử của mình trong một cuộc gọi video. Tổng thống nói thêm rằng hãy mang công việc đến gặp tôi và chúng ta cùng hoàn thành nó. Ngay sau đó, ông Biden đăng bản tuyên bố lên mạng xã hội X. Ông Jean sau đó đã gọi điện cho các viên chức Nhà Trắng khác để xác nhận thông tin và cảm ơn họ vì tất cả những nỗ lực vừa qua, sau đó là các cuộc gọi đến nội các Mỹ. Một số cố vấn của ông Biden cho biết họ đã rơi nước mắt về quyết định này, nhiều người bị sốc nhưng nhiều người cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ông Biden đã dành một phần thời gian còn lại trong ngày để gọi điện thoại cho các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các đồng minh khác. Việc công bố quyết định trực tuyến được cho là đã giúp Tổng thống Mỹ có thể thực hiện mọi việc theo cách của mình tránh được sự thu hút không cần thiết hay sự cố dò gì vốn đã gây ảnh hưởng đến chiến dịch của ông trong những tuần gần đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.